Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Hoạt, 56 tuổi, là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp; Trương Văn Chính, 59 tuổi, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Xuân giai đoạn 2015-2020; Hoàng Thị Hương Thảo, 47 tuổi, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Phúc Nghệ An; và Nguyễn Anh Thơ, 69 tuổi, là thành viên điều hành Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Phương. Theo đó, vào năm 2018, các đối tượng này đã cấu kết với nhau, lợi dụng dự án về xóa đói giảm nghèo để rút tiền từ ngân sách nhà nước. Cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoạt và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại.